Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng vừa chơi tô màu tranh cát vừa học chữ nha. Ở đây chúng ta có bảng chữ cái ABCD nè. Và chị sẽ tô bức tranh cát này với rất là nhiều màu cát ở đây. Chị mua với giá chỉ có 3.000 đồng thôi. Rất là tiện. Rồi, giờ hãy cùng chị Kim Xinh chơi tô màu tranh cát nhé. Thank you.
Cuối cùng thì chị Chim Sinh cũng đã tô xong bức tranh cát về chữ cái ngày hôm nay rồi nè. Chúng ta có một bảng chữ cái rất nhiều màu sắc. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Wow! Chị đã sử dụng hết tất cả những màu cát và màu kim tuyến mà chị có. Cam thấy bức tranh cát này có đẹp không? Nếu đẹp, đừng quên đăng ký kênh để có thể coi được nhiều bức tranh cát hơn nữa nhé. Cảm ơn Cam đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu và hẹn gặp lại Cam trong video sau.